Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ quay lại cái series huyền thoại của mấy anh em mình, đó chính là series xé bảng tên nha các bạn. Wow. Lẽ ra mấy anh em mình đúng rồi, series xé bảng tên. Sao vậy? Vậy series khác đến vui, series xé bảng tên này em đấu xé lại ai đâu. Ôi, nhưng mà mọi người còn nhiều mà. Mà em thấy cái series này không hay, em thấy series này hay nè. Series gì? Anh nhớ đợt trước còn có 5 anh em mình không? Đó còn 5 anh em mình quay đến Phú. Nhớ chứ, sao? 5 anh em mình đi câu khách trộm nhà người ta đó. Hồi nhớ. Anh em mình quay lại series đó đến Phú. Thôi. Đợt đó bị dí chạy xuống quần luôn. Không được. Lần này mình rút kinh nghiệm anh Phú, không bị dí đâu. Địch câu ở nhà ai? Câu trộm nhà ai? Nhà ông Năm Hổ anh Phú. Đây, viên hót nổi tao mày. Vậy cũng nghe đó hả? Tại tao nghe chứ tao không có tiếc à. Điệu hồ mày đó, điệu ông nội tao mà cứ lăm le hoài. Ủa, tao câu trộm đề nhà ông nội mày chứ tao đâu có câu trộm đề nhà mày đâu mà mày nói. Đúng không anh em? Trời ơi, mày nói hợp lý á. Ê, mà công nhận cá điệu ông nội mày bự như đẳng. Cái gì? Mày có câu nó quá à? Có đâu, mỗi lần tao đi ngang điệu ông nội mày á, tao thọc xuống thử. Ê ngờ đâu, cá bự quá nó cắn đứt lưỡi câu mà. Ừ, tao chưa bắt đầu ông nội mày mai nữa, đứt mấy cái lưỡi vậy. Trời, đi câu trộm mày tao bắt đền nữa anh hai. Không sao đâu Đặng ơi, nhà anh em câu trộm của nhau là bình thường. Ủa, mà nhầm nhò gì để nhà ông nội có mấy con mấy này thục câu hoài. Ủa mà đâu có mất con nào đâu, vẫn còn nguyên mà. Có điều lưỡi đó, nó mất lưỡi mà, đâu có mất cá đâu lắm. Ông nội nuôi cá sấu cái gì. Thôi nói chứ mấy anh em chọc thôi nha. Mấy mốt đừng có đi câu trộm. Dạ. Có đi rượu anh đi chứ. Thì không có gì, tập trung nè. Bây giờ quay lại chủ đề chính, mấy anh em mình sẽ quay series xé bảng tên theo yêu cầu của các bạn nha. Tại vì các bạn yêu cầu quá nhiều mà mình không làm thì không được, cho nên yêu cầu là thực hiện thôi nha các bạn. Và ngày hôm nay xé bảng tên có điều đặc biệt, đó chính là có hai vị khách mời, đó là Hân và Khanh. Bên cạnh đó chúng ta sẽ xé bảng tên theo cặp đôi nha các bạn. Wow. Rồi bắt đội đi. Cái này khỏi cần bắt đội biết rồi mà đúng không? Tại vì các bạn cứ bắt cặp cho mấy bạn á, bây giờ mình cũng biết rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ điểm các bạn. Và bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đội với nhau theo từng cặp. Cặp đầu tiên thì Nhã Thật qua bên cặp theo cặp đôi nha các bạn. Tiếp theo Hòa Thượng Nguyên qua đây. Rồi Hòa Thượng Nguyên qua cặp. Bên này Đẳng Cấp với Ngân qua cặp. Chị cái gì? Đúng ý đúng không? Khoái cười nãy giận lắm, giờ tươi ha. Làm gì giờ tươi như hoa luôn kìa. Không phải Thành Ngân nữa. Sao phải em với Ngân? Không, bây giờ anh thấy cái này hờ vui hơn là Thành nè. Cưng với bắp đi, được không? Mười điểm. Mười điểm luôn, không có nhân. Rồi, hai bạn mới này một cặp ha. Dạ. Để cho mấy đứa trải nghiệm, thử thách hả? Hay là cho anh Hảo vô chung với hai chị đi, chứ hai chị cũng mới chơi mà. Đúng rồi. Sao? Em giờ đi mình rồi đó. Bây giờ nói nghe nè, Hảo hiện tại bây giờ đang bị chấn thương nhắm cho được không? Cái giò của Hảo bị chật nghe các bạn. Chứ được không hả Hảo? Được không? Sao? Mọi người có đồng ý cho Hảo chung đội với hai bạn này không? Ok. Chứ người lành lặn thì sợ chứ anh Hảo chấn thương vậy sợ gì anh Phú ơi. Điều què quạt đó, Hảo ơi què quạt đi. Chiến được mà đúng không? Ok, coi như là Hảo ngày hôm nay sẽ cover cho hai bạn mới của chúng ta nha các bạn. Đội này như cái đèn giao thông vậy. Xanh, hồng, đỏ. Ấy, vàng, hồng, đỏ. Thiếu màu xanh nha. Thiếu màu xanh nha. Rồi, bắt đầu dán bằng tên thôi. Anh Hảo buông ra bên này luôn. Dán á, không nhất thiết là phải như vậy. Nè em chỉ cho. Hình bản tên vô. Sập. Dính. Đâu có nhất thiết mà mình phải cầm lên rồi mình vuốt ve rồi mình đập rồi mình xoa bóp đâu. Dán vậy tao mới cứng nè. Ai, em mới nói xong. Vậy là cứng rồi. Đập vô đau tay sao cưng? Không sao đó. Chị chịu được. Chị đau không chị? Không cưng. Chị ơi, chị hợp tác với em một xíu đi. Hảo là anh Duyên Thầm á. Anh Thành dán giùm em cái ơi. Đây để anh dán cho. Ê, của anh Thành thì anh Thành tự dán đi, để em dán giùm bắp cho. Đồng đội tao mà. Của anh Thành đâu? Đồng đội gì? Đưa đây. Có cách giải quyết hết luôn á. Quay qua đây em dán luôn cho. Đó, thấy không? Đó. Nhanh không? Anh em hỗ trợ nhau nhanh không? Hỗ trợ nhau à. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Không nhất thiết mình dán đâu, em dán có được vậy. Đúng rồi, em dán cho Thành cũng được luôn. Đó, xong. Cảm ơn nha. Hỗ trợ. Anh em hỗ trợ nhau.
có gì khó không? Đây, 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 đây. Bay sao? Ê, thật đi tao ơi. Thôi, như là mình chưa dán của mình thì phải. Không chưa dán luôn. Mày mày chưa dán tao cũng chưa dán luôn. Mấy đứa biết tại sao mà anh cho mấy đứa đeo bịt mắt không? Dạ. Tại vì ngày hôm nay có sự đặc biệt đổi mới nhân đôi, đó chính là mấy đứa sẽ được quyền sử dụng thẻ chức năng. Và chức năng của từng thẻ như sau. Đối với thẻ yêu cầu, chức năng của thẻ này đó là bạn và đối phương chỉ được phép sử dụng một tay để xé bằng tên. Chức năng thứ hai của thẻ này đó là bạn chọn công hoặc là đình chiến. Nếu bạn chọn đình chiến mà đối phương vẫn tấn công thì đồng nghĩa với việc đối phương sẽ bị loại ngay lập tức và chỉ sử dụng chức năng này được một lần duy nhất. Đối với thẻ hồi sinh, chức năng của thẻ này là sau khi bị xé hai bảng tên, bạn vẫn được phép hồi sinh một bảng tên của mình và chỉ một lần duy nhất. Đối với thẻ đặc biệt, chức năng của thẻ này là bạn được phép yêu cầu một đội bảo vệ cho bạn. Đến cuối trận, bạn và đội đó được phép tấn công nhau. Trường hợp nếu người bảo vệ không tin và cố tình tấn công bạn thì người đó sẽ bị loại. Thẻ hoán đổi, chức năng của thẻ này là người chơi sẽ bị hoán đổi bảng tên trên lưng với bất kỳ ai, bảng tên sau lưng sẽ được giấu đến cuối trận. Mình đã hiểu chưa? Yeah. Sao? Thấy trò này kịch đến hơn những lần trước không? Vừa là cặp đôi mà còn vừa có thẻ chức năng nữa. Vui cái chỗ là y chang như cái trò ma sói vậy đó các bạn. Không ai biết ai giữ thẻ gì. Quan trọng là phân tích và tư duy thôi nha các bạn. Cái này sức mạnh không chưa đủ anh Vui. Phải sử dụng cả trí não nữa. Sẵn sàng nhá. Dạ. Bắt đầu cuộc chiến rồi các bạn. Các tuyển thủ của chúng ta đã được bịt mắt rất kỹ lưỡng nha các bạn. Không thể nào nhìn thấy đâu. Bây giờ anh sẽ đi đến từng đội và anh gõ tay vô người nào đó. Người đó được quyền bốc lá thăm này cho đội của mình. Được chưa? Dạ. Ở đây chúng ta có 5 đội tương đương với 5 thẻ này nha các bạn. Và bây giờ sẽ là thẻ đầu tiên dành cho đội của... Bất ngờ nha. Gõ tay ai thì người đó lấy nha. Lấy một lá thăm bất kỳ. Rồi. Thẻ của Thành Lát nha các bạn. Mở mắt ra đi Thành Lát. Nhớ chưa? Ok, của Thành Lát nha các bạn. Ở im đó. Người tiếp theo. Rồi. Mở thử mở mắt ra đi. Đây là thẻ của Hoàng Thượng nha. Nhớ chưa? Rồi rồi rồi. Tiếp tục tới người tiếp theo. Bóc. Thật kìa, mở mắt ra đi. Thẻ của thật nè. Được chưa? Nhớ kỹ nha. Trong 1, trong 2. Rồi, mở ra luôn. Rồi, bịt mắt lại đi nha. Bịt mắt lại. Còn thẻ cuối cùng là đội của bên Hào Hán nha các bạn. Mở dùm cho Hào Hán luôn. Rồi. Hào Hán, mở mắt ra đi. Thẻ của Cương nha. Đây nha các bạn. Nhớ chưa? Rồi. Ở đây có hai đội sử dụng hai thẻ hoán đổi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi đảo bằng tên của các bạn đó. Rồi bắt đầu đảo vị trí của nhau nha. Mấy đứa vẫn bịt mắt nha, để mấy đứa không nghe được âm thanh. Rồi. Ra đây nhả, ra đây nhả. Rồi, ra đây. Để tôi xé này nọ cái này, mấy bạn không có biết là âm thanh nó phát ra từ đâu chứ. Ra đây. Rồi. Ra đây. Tôi đảo tùm lum tùm la người vậy đó. Đến mất đi bà. Rồi. Ok. Đứng im nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ hoán đổi bảng tên thôi. Các
điện thoại của chúng ta quay lưng lại cho anh xem cái nữa nè. Mình đã dán các bảng tên lại và các điện thoại của chúng ta không biết mình đang đeo bảng tên của ai. Có thể là đeo bảng tên của chính mình và cũng có thể đeo bảng tên của người khác nha các bạn. Cho đến cuối trận này các bạn sẽ biết bảng tên của ai bị hoán đổi và bảng tên của ai vẫn còn giữ nguyên. Các điện thoại của chúng ta sẵn sàng chưa? Rồi. Giải thưởng dành cho đội thắng cuộc ngày hôm nay tổng giải thưởng trị giá 5 triệu. Wow. Sẵn sàng nha, khách mời hãy cố gắng lấy giải thưởng về cho mình. Có Hảo cover mà, được, nhưng mà chân cẳng không có được lằng lặc lắm. Chúng ta có 10 phút để lượn trốn, 10 phút, bắt đầu. Đây thì có khá là nhiều trái cây luôn rồi. Phú chọn cho mình một cái địa điểm này, cây cối tùm để dễ dàng mà chiến đấu á bạn. Ê ông Hòa, ông không đi trốn làm gì mà lại bày dịch ông ghẹo ghẹo nữa chị ạ? Mình trốn chi, mình cơ mạnh mà đi trốn gì? Cơ mạnh gì, nó xé một cái là điếng hồn luôn, là chết queo luôn á. Cái gì mà sợ gì. Nói thiệt chứ bà ha, giờ ha đẳng cấp nè, nhã nháo thật dễ vô đây á là tôi cân tất luôn, không có sợ ai hết. Nên mình cứ thoải mái đi ngoài đường này đi, không phải sợ gì. Phải không? Phải, bà yên tâm đi. Với một cái bảng tên này thôi mà tôi cân được 6-7 người. Dữ. Quá bình thường. Rồi, cân đi. Một bảng tên cân 6-7 người. Cái bà này tự nhiên tháo gì vậy? Anh Phú đừng hiểu lầm nha, cái này là chưa phát động chiến đấu nha anh Phú. Cắn vô lẹ. Sao không kêu một bản tên? Tôi chưa nói bản tên sao, bản tên trước mà anh Phú nãy tháo bản tên sao? Ừ mà mình vô thẻ gì ạ? Nói chứ cũng ngại. Tôi tặng bà một món bất ngờ, món quà bất ngờ. Quà gì? Là tôi rút vô thẻ đặc biệt. Phải không? Thiệt? Chắc không? Chắc. Ê mà hồi nãy tôi bị đổi bản tên sau lưng rồi. Tôi cũng bị đổi nè. Tôi nghe tháo cái rạc đi rồi, tôi cũng biết là bản tên ai luôn rồi. Mà có điều bất ngờ nữa. Gì nữa? Là tôi không có bị đổi bản tên. Vì là tôi bị đổi. Đâu? Đưa đây. Dạ ông bảo vệ bản tên này đi. Bà cái này là đàng hoàng, cái còn, nó hỏi vậy. Còn bản tên của tôi cũng không biết của ai luôn. Ở này nháp lần thứ hai nha anh Phú. Này là em gắn lại cho nó kỹ rồi nha anh Phú ơi. Rồi. Cảm ơn Phú nhiều. Ê đi, thôi đi gần gần đi. Hay đấy, hay đấy, bốc hay đấy. Ui mà. Ê, lẹ lẹ đi cơ ơi. Thảo, Gì cơ? Anh nhắm cái đội hình của mình người thắng nổi không? Sao không thắng được, đội hình của mình á là sử dụng cái đầu sức mạnh, nó là auto là thắng luôn. Khoan anh Thảo, cho em hỏi cái, nhắm chân anh vậy bảo vệ được hai em anh Thảo? Được sao không được, đứng anh vậy chứ tại anh đấu què đâu cơ. Rồi chạy sao anh Thảo? Chạy mình tính sao đi, chứ giờ anh chưa biết được. Anh Thảo đừng làm em thất vọng nghe, em tin anh Thảo. Mình cứ đứng một chảo, ai lại thì mình giật, dùng tay giật thôi. Mình đâu cần chạy, mình chạy chỉ cho tốn sức. Ok, hiểu chưa? Em tin anh Thảo. Ok, đi trốn thôi. Lẹ lẹ đi anh Thảo ơi. Gì cơ? Cho em hỏi cái. Hỏi gì? Nãy em quên hỏi anh Thảo là thẻ chức năng của mình là thẻ gì nào? À, thẻ chức năng hả? Đúng rồi. Có ai không? Không có, mẹ nói lại. Không được. Có nhỏ thôi. Mấy đứa này nó đi xung quanh, nó núp vòng vòng đây nè, sao mà dám nói. Mẹ nói diễn tả em đi. Diễn đá hả? Đúng rồi. Dạ, ok, để anh diễn đá em coi. Nhớ nghe, mình nhớ nghe. Ok, nhớ rồi. Bên đây. Bên đây. Qua đây. Bên đây, sẽ qua đây. Không hiểu nào rồi. Dạ. Nè. Mà một người đứng đây. Một người đứng đây. Và một người qua đây. Một người qua đây. Vô. Cũng không hiểu luôn. Thì chứ giờ làm sao không hiểu cả. Trời ơi, anh Thảo nói đại đi. Sao? Nói gì nghe sao chứ? Anh Hảo thấy nhỏ. Kệ lại nó nhỏ. Kệ nó nhỏ. Gì vậy? Bà kêu nó nhỏ nhỏ thôi. Nó kêu mình dơ. Sao kìa dơ? Trời ơi trời. Đi giùm nó đi. Ôi đi đi đi. Lẹ 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 lẹ. Đi trốn đi. Vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Hỏi tiếp vấn đề, hỏi tiếp vấn đề. Cho an toàn. Mày làm gì nghiêm trọng như vậy? Hồi nãy mày bốc vô thẻ gì? Thẻ này có 3 chữ. Chữ gì? Mày đoán thử coi. 3 chữ thẻ đặc biệt.
khác biệt đúng không? Yeah. Không phải. Thì thẻ gì? Thẻ yêu cầu. Thẻ yêu cầu là mình được quyền yêu cầu nó không chiến đấu hoặc là chiến đấu đúng không? Không biết. Trời ơi, xanh. Dùng sao ta? Hình như vậy á. Hay là hồi nãy tôi nghe anh Phú nói là yêu cầu đối phương dùng một tay hay gì á. Đúng rồi. Cái gì nữa ta? Hoặc yêu cầu đối phương cái gì nữa ta? Nói chung là không chiến đấu hoặc là ngừng chiến đấu vậy á. Không, yêu cầu đối phương dùng một tay hoặc là không chiến đấu. Mà kệ đi. Bây giờ nè, mình đã giữ cái thẻ đó đúng không? Mày. Mình phải phân tích tụi nó đang dùng cái thẻ gì. Và cái bản tên mày có bị thay đổi hay không? Sao biết được, dán kính bính rồi. Mà hồi nãy anh Phú đổi bản tên của mấy anh em mình á, bây giờ không biết bản tên của thằng nào luôn nè. Có khi tao đoán là anh Phú xé hết bản tên ra, phần Phú dán lại y cũ. Sao mày biết được, cũng có thể anh Phú đổi luôn. Cũng có thể một số thằng là... Nhưng mà mình sẽ không đi tấn công. Tấn công chúng bản tên của mình rồi sao? Lỡ mà... Không sao. Mình có tấn công thì tấn công cái bản tên này nè. Đúng rồi. Bản tên thứ hai nè. Bây giờ phải có chiến thuật đúng không? Xong cái mình phân tích ra. Ok. Sau đó cuối game mình chiến. Hợp lý. Bây giờ là đừng có xé bản tên sao không nha. Nếu mà nào chạy lại là mày kêu không chiến đấu liền cho tao nha. Nó chiến đấu là nó thua. Ok, tao hiểu. Nó có thể tin hoặc không tin mà. Mình dụ nó. Ok. Ok, vậy đi. Ok, đi. Bắp, nhớ cần đi sát bên anh nè, đừng đi lẻ nha. Mấy kia bắt lẻ ghê dữ lắm á. Ông anh Thành ơi. Sao cưng? Em coi trên video á, em thấy anh đó lúc nào cũng chơi thua hết trơn á. Rồi Nam nhắn em nổi không? Anh vậy là tôi không biết rồi. Anh là quán quân xếp bằng tên mùa 1. Mấy cái mùa sau này á, là do hàng hộ của tôi nó mạnh lên rồi, nó độ lên rồi á, anh chơi không có lại. Bây giờ anh đổ hàng của anh lên chưa? Cái này cưng khỏi cần phải hỏi. Hàng hộ của anh bây giờ thuộc dạng là VIP luôn rồi. Với lại anh cũng nạp VIP rồi, cho nên là anh chơi tụi nó giờ là kiểu như là tụi nó giờ không có level chơi với anh. Cưng muốn không? Anh độ hàng cưng lên luôn. Ủa là sao anh Thành? À thôi, cưng biết chị đây rồi cậu. Nhớ nha, đi chung với anh nha, đừng đi lẻ nha. Đi lẻ là tụi nó bắt á. Đi lẻ lên. Chuyện dài đâu, người ta đi từ từ thôi. Đi nó giờ chắc cũng xa lắm rồi đó. Không biết chức năng chưa? Ủa nãy tôi có bóc đâu mà biết chức năng. Nãy bà bóc mà, nãy tôi bịt mắt mà. Nhưng mà giờ tôi quên rồi. Cái gì? Quên rồi. Nhưng mà quên. Thì ai biết, ông cũng biết tôi nãy cái vàng mà tôi có nhớ đâu. Bà bóc mà bà quên. Ông nhớ phụ tôi đi. Tôi có bóc đó mà tôi nhớ. Lộn. Nhớ bóc cái gì ta? Cái gì? Như là thẻ thay đổi gì vậy? Cái gì? Cái gì không có nhớ, từ từ đừng có nói nè. Thẻ à? A few minutes later. Thẻ hoán đổi. Ừ, hoán đổi. Ê, thẻ hoán đổi ngon nha. Ngon không? Ngon. Được, ok chưa? Được. Chiến được ha. Ok, đi. Đi. Dù gì bản tên mình cũng hoán đổi rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng phải giữ bản tên nha, lỡ gì trên lưng mình cùng tên mình. Đúng không? Mà chắc có hoán đổi thì tôi nghĩ là hoán đổi bản tên ông rồi. Không hoán đổi bản tên tôi đâu. Đúng không? Ừ. Lẹ mấy đứa ơi. Chị Thanh. Hả? Nãy giờ có thấy đội nào đi ngang đây không? Chưa thấy nữa. Mà... Thôi mình đi trốn. Thôi mình đi trốn lẹ đi. Cái gì vậy? Đi đứng không giờ, 10 giờ mất tiêu đó dép luôn. Kiếm đường giết rồi nè. Trong khu đi rộng lắm bạn ơi. Có một cái nhà trọ nhỏ nhỏ này nè. Đi trốn xem đi ơi, có gì trống không? Đi review cho bạn xem. Trong đây cũng sang trọng luôn nha bạn. Cũng được một cái bàn gỗ nè. Một cái ghế. Giờ chơi lớn, đứng hù quá luôn nha bạn. Giờ đóng cái cửa lại cái đi. Đây có mấy cái căn nhà này rất là đẹp luôn. Nhà này người ta dựng vách lá đó. Đây. Nhìn nhà này như quê mình vậy. Gì vậy? Chôn Việt Nam, chôn Việt Nam. Chôn cái đầu chôn không? Việt Nam. Chôn. Cũng gì á? Chôn ơi. Hết hồn với bạn ơi. Gì vậy trời, hết hồn.
đang review chứ. Nãy giờ bà làm gì đi sau lưng tôi mà tôi đi cái trước cái buổi trời rồi đó. Tôi vô đây nè, review mấy này nè, để hồi nữa có chỗ quá tay lên trốn luôn. Ừ bà nói cũng đúng. Thôi. Ngủ chứ không la người ta biết vị trí rồi. Ừ há quên nữa. Thiệt tình luôn á. Bắp. Hả? Tính ra này trái đất nó tròn xoe quá hen bắp. Thì trái đất nào mà không tròn. Không. Ý anh là trong cuộc sống anh luôn đi tìm một cái điều bất ngờ gì đó. Mà không ngờ hôm nay cái điều bất ngờ đó lại đứng trước mặt anh. Anh cảm thấy tâm trạng hôm nay rất là vui luôn á. Em có như, thấy như vậy với anh không bắp? À, bắp. Hả? Tính ngày em đang nói chuyện với anh luôn á. Không, tại em thấy mấy trái cây này nó dễ thương giống em như nãy nè. Trời ơi, câu chuyện của anh đang nói không dễ thương hay gì? À, thôi bỏ qua chuyện đó đi, thôi đi núp nè. Hello các bạn nha, thì mình là Tặc Ghẻ đây. Hiện tại thì mình đang giữ bản tên của mình nha bạn ơi. Đây, bản tên này thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà bản tên đằng sau lưng mình thì mình lại không biết bản tên đó của ai. Không được xé ra coi nha các bạn. Lỡ như bản tên này của Nhã hay là của này kia rồi sao, mà tụi nó bay rồi tụi nó xé thì thôi nói chung là cũng hên xui mà các bạn. Theo suy nghĩ của mình thôi. Ghẻ ơi. Ghẻ. Ghẻ ghẻ. Gì ta? Ở đây thì mình có hái được một trái ổi. Mời các bạn cùng ăn nha. Ui. Ghẻ. Tao nè. Làm gì chả nè. Anh hỏi. Sao không tiêm cho nước? Cõi núp của tao nè. Mày núp trên đó nhảy xuống đất lại thế hay sao? Đâu tao đâu nhảy xuống đâu, thấy nó cái chó đi ngang luôn. Còn có mày. Giống như mày mới thì đó, ok không, ok không? Mày không xé nó hay gì? Xé nó làm gì? Mày không xé nó cho xé mình hả? Mày không biết mình đang giữ cái thẻ gì hả? Mày đi đây. Đi xuống đây, tao có chỗ này cho mày núp nè. Cõi gì? Đi đi. Lẹ. An toàn không? An toàn. Chỗ nào mới được? Đi theo tao là biết. Chỗ này ok không mày? Chỗ này là tao thấy ok nhất rồi đó. Tao dành riêng cho mày luôn á. Mà sao nó thối chứ hả? Mày không nghe cái câu chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất hả? Đây. Mà mày dẫn tao vô đây làm gì? Thì cho mày núp mai phục ở trong này. Nè, tao phân tích cho nghe. Ví dụ mà tụi nó vô đây đi tiểu, vừa giặt ra cái mặt mày con miếu xe bản thân nó liền. Ủa? Rồi lỡ bạn nữ nào vô rồi sao? Mày chưa tính tới được nó hả? Lúc mà nữ vô đúng không? Mày chỉ cần nói nam trong đây có người ở đây, có người đang đi, hiểu chưa? Dùng cái đầu thế thôi. Ok, ở đây đi, tao đi ạ. Thiệt luôn hả? Ừ. Còn có đóng cửa lại không? Chốt cửa lại, chốt cửa lại. Xong rồi cái mở cửa, tao núp. Ừ. Anh đợi nó đi. Đúng. Ok. Ok, ok. Đi với ông nữa, đừng có đi theo tôi. Thôi mà Ngân. Đi ra. Mà Ngân. Đi ra không? Thôi mà. Tôi không có chơi với ông. Thôi tôi xin lỗi. Tôi dạ. Tôi tính hỏi thôi. Hỏi hỏi về mà hỏi. Thôi mà. Đi thôi, ra. Đi xuống đi, đừng đi đó. Đeo. Thôi mà. Đi qua bên kia. Thôi, tôi xin lỗi. Tôi không có chơi với ông. Thôi mà Ngân. Đi ra đi. À, Ngân, tôi xin lỗi mà. Đi qua bên kia. Thôi. Ê, đó. Nó đi theo rồi. Trời ơi. Sao không? Sao? Thì đau quá. Đi theo làm chi rồi bị té. Thôi tôi xin lỗi. Ướt đồ luôn rồi đó. Kiếm chỗ cho anh thật lắm mà mình chưa có chỗ nữa. Ủa? Ủa nãy mình cho núp trong toilet mà chạy. Để mình qua đây mình lụm thằng này cái. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Mới cho nó cái chỗ núp. Xong cái nó kiếm cái đầu cái chiếc xe đạp. Nó chạy bên này nè mấy bạn. Nó chạy qua, nó chạy qua nè. Thằng này đó. Thằng này nó không sợ hay gì tới.
Ê ê ê ê ê ê ê ê. Dạ. Hồi nãy mày núp trong toilet mà. Tao mới đi ra toilet rồi. Sao chỗ đó mày không núp? Mày nghĩ sao chui vô đó nửa tiếng đồng hồ sao chịu nổi? Mày, tao thấy mày nghênh ngang lắm mày nha. Tao có biện pháp này an toàn hơn rồi. Biện pháp gì? Đó chính là chạy xe đạp vòng quanh này, chạy hoài luôn cho nó dí kệ nó. Mày hay quá ha. Mày không sợ nó xé hay gì mà mày lấy xe mày xách mày chạy xong đi kiếm cho núp đi? Mày quên mình có cái thẻ gì à? Cái thẻ đó chưa nói lên điều gì cả. Lỡ tụi nó có thẻ đặc biệt, lỡ tụi nó có thẻ hồi sinh thì mày tính sao? Ủa, mày liệt kê hai cái thẻ đó có liên quan gì không? Thẻ hồi sinh. Ừ. Chiến đấu với hiệu thẻ hồi sinh, chiến đấu với thẻ của mình đi. Ừ. Mình yêu cầu nó không tấn công mình. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, hợp lý. À, đúng rồi, quên. Cái gì nó tấn công mình mà nó hồi sinh gì, mình được. Cũng đâu tấn công nó. Ok. Còn cái thẻ đặc biệt, nếu mà nó yêu cầu mình đi theo bảo vệ đội nó đúng không? Ừ. Thì mình cứ đi theo bảo vệ nó thôi. Nhưng mà cái thẻ của mình yêu cầu nó không tấn công mình mà. Nhưng mà mày chỉ được dùng một lần duy nhất thôi. Hai lần hả gì mày ơi? Một à. Vậy thôi. Bây giờ mày phải đi kiếm chỗ nó, mày mai phục mày chừa cái đó lại, hiểu không? Vậy nó ở đâu? Đi theo tao. Wow. Wow, đã. Wow. Yeah. What? What the? Thông báo, cuộc chiến bắt đầu. Cuộc chiến bắt đầu. 10 các chiến binh của chúng ta hãy chiến đấu để loại bảng tên của đối phương. Xin nhắc lại, cuộc chiến bắt đầu. Chiến đấu rồi bạn ơi. 12 thanh niên này đi ngang đây nữa. Kìa. Đâu đâu bà đâu rồi? Bà Nguyên. Núp kỹ vô nha. Chị nó thấy đó. Xong rồi, xong rồi. Tao bảo chưa thấy chưa. Ở trước quay đây tao sao tao chèo mày ơi. Mình giờ mình chờ nó đi tới đây mình nhảy lên cầu bay xuống xuồng chơi nó luôn nha các bạn. Đẩy ra. Ủa mà nãy mày mượn cho mày. Chưa mày lấy cái gì vậy? Kệ đi, ta để mày chắc người ta cho mượn rồi. Để coi. Bây giờ mình cái đầu. Mày lon hả lên mày? Lon đi đâu? Lon đi đâu? Chặn lại. Lon quá. Nhảy lên luôn. Chơi ơi đi nè, còn đang nè. Nó nhảy luôn rồi. Mày chơi. Lon đi đâu? Lon đi đâu? Lụm đôi dép luôn. Qua đây. Ừ. Lon đi đâu? Vô đây, tích tiền lên bờ. Ông lên đây, ông xuống đây. Tích tiền xuống đây. Tích tiền xuống đây. Cầm mà Quyên, để tôi cầm. Giờ hai bay sao? Mày tích tiền lên đây. Mày tích thì mày xuống đây. Mày lên đây. Xuống đây. Mày lên đây. Mày xuống đây. Sao không? Sao mày xuống đây? Xuống nước sao mày? Xuống nước chơi luôn. Rồi xuống đây. Giờ bên tôi có thẻ đặc biệt đó. Ông mà giết là ông chịu đó. Đặc biệt thì dùng đi. Ủa? Chưa. Mày sống chưa bà chứ? Đội mình nhiều mạng mà. Thôi. Thôi lên chơi nó luôn. Điên là. Giết tao đi. Tao còn thả hình sinh này. Ê đi ra cho chắc luôn. Chơi với mày luôn. Ê chấm luôn. Chơi. Thích thì qua bờ bên kia. Không quá này luôn. Chơi không. Xong rồi. Từ đâu qua? Từ đâu tôi nữa. Ê. Ê khoan. Ê cái đồng đội lên cái chơi vậy. Chơi. Chơi lên cái quạt. Liêu, đôi nhãn ngáo với đầu qua thương, ai sẽ là đôi thắng trong thử thách này đi? Đâu ra cha, thẻ nó chưa hết đội bản tên đâu rồi. Thì một túi chưa? Quá. Từ từ. Dạ. Để tao chưa? Đi mẹ đồ nguyên thì lên đây. Có sử dụng thẻ không? Không, chưa. Không sử dụng thẻ các bạn. Vâng, tấn công đi. Quyên. Tao. Vô. Chở gì nữa, vô đi. Anh làm gì đi mặt nước ngoài vậy? Tôi đang giúp ông đó. Hai tấn công.
một phòng thủ. Vâng, trận đấu này diễn ra khá là kịch tính các bạn. Tấn công rồi. Mày yêu chơi mày trước. Tấn công rồi. Lật cân một đánh rồi. Một bạn rồi. Lật cân rồi. Vâng luôn. Vâng. Nhã ngáo đâm lại. Sử dụng thẻ quân đăng rồi. Sử dụng thẻ quân đăng. Ok. Tạm dừng. Đội Hoa Thương sử dụng thẻ quân đăng rồi. Đội Hoa Thương hãy đặt ra yêu cầu đi. Là đội bạn phải bảo vệ em tới cuối trận. Hiện tại bạn tên của ai đã bị loại một bản rồi. Giơ tay cho anh coi coi. Em với Nhã. Hai người đã bị loại một bản tên rồi các bạn. Đội Hoa Thương sử dụng thẻ chức năng là thẻ đặc biệt, cho nên đội Hoa Thương sẽ đặt ra yêu cầu là đội Nhã phải bảo kê Hoa Thương cho đến cuối trận nha các bạn. Yeah. Tại sao hồi nãy không sử dụng thẻ chức năng của mình luôn? Để bị loại một cái bản tên rồi. Để bị loại một cái bản tên rồi bắt đầu mới sử dụng thẻ. Trời ơi. Trời ơi, tự đánh đầu luôn. Trời ơi, thấy công chuyện này. Thích thì để cho hai bạn gái solo trước, xong rồi tao với được mày chi sau. Thôi. Đừng quên tôi. Tôi biết rồi, xin Nguyên đứng quay luôn để tôi chiến ngay luôn nè. Bình nè. Bình tĩnh, tôi có thẻ hồi sinh mà. Thẻ hồi sinh thì kể hồi sinh chứ. Giờ sao, hồi sinh gì? Bạn có thẻ gì mà bạn đòi kể tôi. Bạn có thẻ gì mới được. Tôi mới giết được Nhã với thằng thật đó. Thế sao? Mỹ sao tụi em thích thì tụi em bạn. Có vẻ như lại là hai đội gặp nhau rồi các bạn. Để xem có đội nào đây. Đội của Thành Lát và đội của Hòa Thương lại gặp nhau rồi các bạn. Chiến luôn đấy chứ hả? Hai đội của chúng ta đã xếp đến vị trí chiến đấu rồi các bạn. Để xem coi hai đội ngày hôm nay ai sẽ loại tên đội đối phương còn lại nha các bạn. Và nên nhớ mấy đứa có thẻ chức năng sử dụng hay không là tùy quyền quyết định của mấy đứa. Và bây giờ cuộc chiến bắt đầu. Lao vào lùm đối phương đi. Vô. Có vẻ đội Thành Lát rén rồi các bạn. Bắp, tấn công đi. Một tấn công, hai trong phòng thủ. Vâng, vô luôn đi, đừng lùi nữa. Càng lùi càng thất thế và thủ thế. Tấn công, vô. Các tuyển thủ của chúng ta đang. Vâng, tấn công rồi, đâu ạ? Nhà xuất hiện kìa các bạn. Nhà ngang của chúng ta xuất hiện rồi. Vâng. Bắp bị loại rồi các bạn, bắp bị loại rồi. Còn Thành Lát thôi. Cái gì vậy? À, quên. Hoa Thương đã sử dụng chức năng rồi các bạn. Vâng. Và bây giờ là màn tấn công 4-1. 1-4, một màn tấn công 1-4. Wow, Thành Lát. Và bây giờ chỉ còn một bên Thành Lát thôi các bạn. Liệu Thành Lát có chọi được 4 con sói này hay không đây? Wow, có vẻ như là không hề cân sức rồi. Hãy cẩn thận Thành Lát ơi. Rất nhiều sói xung quanh một con cừu. Nhà ngáo của chúng ta đang di chuyển ra các bạn. Thành Lát chạy hay chiến? Và bây giờ có vẻ như là bốn hướng là bốn vương đều bị tấn công rồi các bạn. Vâng, tấn công rồi. Tấn công, Thành Lát bị loại. Thành Lát đã bị loại. Dừng. Thành Lát bị loại. Các bạn tên bí ẩn mình vẫn đang giữ đây nha các bạn. Của nhà ngáo bị bung rồi. Cái này là do nhà ngáo tự hủy. Không sao, biết tên. Nhưng mà nhà ngáo không được xé. Đội của Hòa Thương vẫn có khả năng xé của nhà ngáo đó nha. Khi mà tới cuối trận. Được chưa? Dạ. Nhà ngáo mình chưa biết là đang đeo bằng tên ai nha các bạn. Nhưng mà thằng ghẻ thì có khả năng thấy rồi. Thằng ghẻ có thể báo cho đồng đội của mình. Nhưng mà tùy mấy đứa thôi. Yes. Còn em mấy gai cớn nè, em không biết bản tên ai luôn nè. Bản tên này của ai thì cũng vẫn chưa biết Hòa Thương đâu. Cũng không biết luôn. Cũng không biết luôn nha các bạn. Rồi đi chiến tiếp đi. Đôi của Thành Lát và Bắp Non của chúng ta bị loại trong vòng này nha các bạn. Xin chiêu môn cho Thành Lát. Sao? Chơi xìm cái đầu chiến đừng chiến chạy đâu như đó cho nó mất. Thôi em nôn nóng lắm rồi mới đi liền. Hai chị đi xung quá. Sao không chiến bên nào? Mình để nó chiến trước đi, lát mình chiến sau. Không biết sao không? Chiến trước á thì mình có lợi thế là lát nữa người nào chết thì mình chơi đó. Đi đâu luôn? Sao? Sao đứt chiến không? Thằng kia đi lại đây. Lại đâu đây? Khoan
tôi có nói gì nè. Nói gì? Mình anh em với nhau không à. Mấy giờ mình lỗi lũ kia trước đi, rồi từ từ mình chiến sao. Không bậy rồi, anh em gì giờ là trong trận chiến là không có tự anh em trong đây. Nhưng mà coi kìa, bên kia hơi đông nha, chơi là phải công bằng và fair play nha. Đông gì, cái chân của anh Hảo nè, cà què gì sao mà đi được. Rồi coi bên đây em mấy gì là sao mà chơi nổi đúng không. Mình xích lại anh kia đi, mình nói chuyện sau nè. Ok. Dạ trong đóng đi. Hai dám chơi không? Sao không dám? Tụi tôi đang giữ thẻ đặc biệt nè. Bên em có thẻ bảo vệ á. Bảo vệ chứ. Trời sợ gì. Chơi luôn. Sợ cái gì kia bay ơi, với anh cái gì. Trời ơi. Chơi không? Dạ nó sao. Em chơi nè. Game đi. Sao? Để sao? Từ từ, bậy với ông nội cái. Nãy là tôi nhớ rồi, bên mình là có cái thẻ được hồi sinh nha. Hồi sinh? Thẻ anh là bao la? Hồi sinh. Bên mình có thể hồi sinh nhé. Ok. Lên. Được đúng không? Rồi. Trời. Con này thú lắm nè. Tại sao cho người biết thế nào là để đủ. Chơi vậy lắm rồi. Chơi nào. Xong chưa đã? Rồi. Chơi nào ơi. Vô. Tại sao cho người biết tiệt chiêu chụp dịch của ta là như thế nào. Cái gì nói em dịch đó hả? Trời ơi. Ê. Đâu đây. Quá trời ba, quá trời ơi. À nè, anh nói nè, ở đây có 4 cái đài, ở đây có 6 cái đài nè. Giờ sao? Không, nhưng mà ta lẹ hơn thôi. Đang ổn không? Được không? Không chạy đi. Vâng, có vẻ đôi cô đã cấp và đồ của Hà Hán đã gặp nhau rồi các bạn. Đâu đó tiếng vang vẳng khiến anh bị thu hút lại thì ra là đôi của Hảo Hán và đẳng cấp. Bây giờ là mình. Ôi gan sao không vô? Wow, tấn công. Vâng, Hảo Hán vẫn chưa mất. Vâng, một vạn giang cơ. Đẳng cấp đẹp với xe, đẳng cấp đẹp với xe. Còn một bàn tay trên tay vẫn chưa xe được. Vâng, rất là cẩn thận. Vâng, gần chuẩn chưa xe được. Vâng, một vạn xoay chuyển khó tả. Vâng, cuộc chiến vẫn đây rồi, đẳng cấp đẹp với đây. Và đồ của đẳng cấp bây giờ chỉ còn một mình Ngân đây. Ngân vừa sử dụng thẻ chức năng đó là hồi sinh. Liệu đội của Ngân có chống lại đội của Hảo Hán khi mà một mình Ngân đẳng cấp né ra? Đẳng cấp né ra. Cố lên Ngân. Một chọi ba. Nhã Ngao bây giờ đã tấn công Ngân rồi. Vâng. Nhã Ngao đang rình rập ra mò mà hốt luôn của Ngân rồi. Rồi xong Ngân rồi các bạn ơi, không thể nào chống cự được giữa một bầy sói. Rồi, xin chúc mừng đội của Hảo Hán. Đội của Ngân đã bị lây. Các đội của chúng ta lại gặp nhau rồi đó các bạn. Và bây giờ có vẻ như ba đội của chúng ta quyết tâm chiến luôn, chứ không cần ẩn nấu nữa. Và vị trí gặp nhau lại là một vị trí hồ nước. Và liệu ai sẽ bị lại đây, chúng ta cùng chờ xem. Chiến đấu rồi. Qua thường tới lên. Hảo bị tấn, lao nước. Hảo bị lây. Hảo bị tấn công lại đây. Hảo bị lây. Và bây giờ chỉ còn Hân và Khanh. Liệu Hân với Khanh có đối chọi được 4 người hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Hân đã bị bọc đầu, Hân đã bị bọc rồi các bạn. Cố lên. Cố lên, cố lên. Chà, cuộc chiến khá là cam go. Nguyên tấn công luôn rồi các bạn, Nguyên không thèm phòng thủ. Và bây giờ là hai khách mời của chúng ta sẽ phải chiến đấu với 4 thành viên team Ban Ba Phải. Liệu có chiến đấu lại hay không, chúng ta cùng chờ xem. Nhã sẽ không dám tấn công hơn đâu. Wow. Tại vì Hân đang đeo bảng tên của Nhã Ngáo mà. Chị Khanh nè. Ui. Wow. Tấn công. Leo ơi, cứu tôi. Quá chị đâu,
Vâng. Ôi trời ơi. Cái gì lại cái lộn hết vậy? Nguyên cấp anh em ơi. Vô. Đôi của Nguyên đều bị ép vô sân rồi các bạn. Nhãn áo sợ quá nhảy luôn rồi. Nhãn áo không dám tấn công tại vì Hân của chúng ta đang giữ bản tên của nhãn áo mà. Tấn công. Nguyên đâu đây? Nguyên đâu đây? Tấn công. Bạn ơi. Lại không Trưng? Lại không? Hơn của chúng ta chỉ còn một bản tên trên tay thôi các bạn. Gì không? Chơi các bạn thân kiện của chúng ta đến với chị Khanh rồi. Các tuyển thủ của chúng ta vẫn đang thăm dò chưa tấn công các bạn. Hòa Thượng xuống luôn rồi. Hãy nhẹ tay với phái nữ một chút Hòa Thượng à. Hòa Thượng của chúng ta vẫn còn một bản tên trên lưng các bạn. Tấn công rồi! Tấn công rồi các bạn! Tấn công rồi! Tấn công rồi! Rồi, chưa? Chưa bên đây, vẫn chưa bên đây. Vâng, gắn. Wow. Vâng, gắn bị lại đây các bạn. Gắn bị lại đây. Gắn bị lại đây. Gắn đã bị lại. Bây giờ chỉ còn mình Hân thôi. Chỉ còn một mình Hân thôi các bạn. Cho anh Hân. Hân đang bị ba con sói vây quanh. Rồi, sắp xếp đây. Không được chỉnh chu lại nha, vẫn cứ để tiếp tục. Xe đi. Nhã đội giám sát à? Nhã đang hy sinh cái thẻ của chị Hân. Đâu được Nhã? Kèm tay đây. Vâng, phần của chúng ta đã dùng hết sức để bùng bẩy và lấy bản tên của mình. Mình tránh à? Wow. Kèm tay, kèm chân lại đâu? Tránh đi em ơi. Không để con em lại kết bỏ của chúng ta đâu. Vâng, tấn công nữa rồi các bạn. Một người có giỏi. Hòa Thượng vẫn không dám tấn công các bạn. Bây giờ ba con sói tấn công một con cừu không lại luôn kìa. Tất cả mình tấn công lại rồi. Tất cả mình tấn công lại rồi. Rồi, tay rồi. Không được luôn. Hòa Thượng không dám tấn công luôn. Không được bị lại. Và bây giờ chỉ còn Hòa Thượng và đôi nhãn áo. Bây giờ hai người này được quyền tấn công Hòa Thượng. Bây giờ thẻ chức năng không còn hữu dụng nữa các bạn. Hòa Thượng và nhãn áo thật kẻ được quyền tấn công nhau. Mạnh 1v2 này liệu Hòa Thượng có chọi nổi thật kẻ và nhãn áo hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Tấn công đi, còn chân chơi gì nữa. Chín. Vâng, tấn luôn rồi. Chết thật rồi. Thật công lại rồi. Vâng, Hòa Thượng rất mạnh các bạn, rất lực. Ở đây, vâng, nhãn áo được bị lại một bài tên. Nhãn áo bị lại. Và bây giờ chỉ còn thật kẻ thôi. Tất kẻ bị lại. Còn một cái trên tay nữa. Đang cố gắng lại đi. Cố lên. Vâng. Xin chúc mừng Hòa Thượng. Đội chiến thắng trong ngày hôm nay đó chính là Hòa Thượng. Và bây giờ là kết quả sổ số bảng tên sau lưng của Hòa Thượng đây các bạn. Hòa Thượng luôn. Xin chúc mừng Hòa Thượng và đội Hòa Thượng ngày hôm nay đã nhận về giải thưởng trị giá 5 triệu nha các bạn. Ủa nãy là ai lột bán này hả? À? Em vớt nè. Em lột của Nhã. Ủa thật. Thật ghẻ. Cái bản tên của thật ghẻ. Không sao. Loại hết rồi, còn mình Hòa Thượng thôi. Bây giờ Hòa Thượng nếu mà trên tay còn một bản tên và sau lưng còn một bản tên của người khác nữa thì coi như giải thưởng chia đôi. Nhưng mà có vẻ như Hòa Thượng của chúng ta sở hữu hai bản tên thuộc về mình luôn các bạn. Một lần nữa xin chúc mừng đội Hòa Thượng. Yeah. Sao đắm đuối không? Quá mạnh rồi. Cái trò chơi này thì phải nói là dùng sức rất là nhiều nha các bạn. Trí não thì một phần nhưng mà sức khá là nhiều đó. Em quá nuối tiếc rồi. Em rất tin tưởng Hân luôn. Hân ghê lắm luôn. Hân rất là mạnh thiệt. Đúng là chơi gì, đúng là kiểu dân võ. Dân võ xuất thân dân võ có khác ha. Mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Một lần nữa xin chúc mừng hai vị khách mời của chúng ta. Sao thấy tham gia cái thử thách này thấy vui không? Dạ vui. Kịch tính đúng không? Dạ. Bây giờ là lúc trao giải thời công nghệ 4.0, chuyển khoản là trên hết. Wow. Rồi đâu rồi. Chuyển khoản này nha các bạn. 5 triệu Ngô Thảo Nguyên đội của bạn thôi nha các bạn nha. Rồi ok. Vô rồi nha. Dạ. Rồi đến đây mấy em mình cùng xin kết thúc video nha các bạn. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để hỏi em mình. Đồng thời đừng quên số gà phải qua kim cương nè. Ngoài Wi-Fi nó luôn nhớ ghẻ tính chất lượng nha các bạn. Quay cái nghèo lỗ càng cao nha các bạn. Sao vui không? Vui. Mệt không? Nhưng mà thôi bây giờ đi bộ nạp năng lượng ha. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye. Bye.